Sáng nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức hội thảo đánh giá tuyển chọn các ý tưởng dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao năm 2021. Có 7 ý tưởng dự án được xét duyệt tham gia đợt tuyển chọn lần này, thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới. Mỗi dự án sẽ có 10 phút để thuyết trình trước hội đồng tuyển chọn. Các thành viên hội đồng sẽ chất vấn và chấm điểm. Tiêu chí đặt ra là tính sáng tạo, tính khả thi và tiềm năng của ý tưởng dự án. Đến với cuộc tuyển chọn lần này, thì đối với Shipway của chúng tôi thì về thế mạnh là chúng tôi đã ứng dụng, đã hoàn thành. Và cái thứ hai là chúng tôi đã hoàn thành về vấn đề chạy thử thị trường. Và hiện tại chúng tôi đến với đây là thứ nhất là nhờ và yêu cầu sự lan tỏa của cộng đồng khởi nghiệp. Cái thứ hai là để về nhận những sự hỗ trợ của nhà nước. Và cái thứ ba là để cùng kêu gọi nhà đầu tư để cùng phát triển và đi với chúng tôi xa hơn nữa. Một trong những dự án được hội đồng tuyển chọn đánh giá cao đó là dự án tái chế tấm pin năng lượng mặt trời bằng cách phân xả các thành phần của tấm pin để tái sử dụng lại các vật liệu cho những mục đích sản xuất khác, nhằm giải quyết một phần rác thải nguy hại từ các tấm pin hết thời hạn sử dụng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc tái sử dụng pin năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết của mỗi quốc gia. Cái việc mà phát triển pin năng lượng mặt trời trong cái hiện nay cũng như là trong tương lai, nó sẽ là một trong những cái vấn đề cấp bách, và việc xử lý cái pin năng lượng mặt trời phế thải là gần như là bắt buộc, và tất cả xã hội, cả các nhà doanh nghiệp cũng phải đầu tư vào để mà thực hiện cái cam kết của Thủ tướng Chính phủ đối với lại cái cộng đồng quốc tế. Rất là mong muốn cái sự giúp đỡ của Vườn Ươm Công nghệ Cao thành phố Đà Nẵng để làm gì? Để chúng tôi thúc đẩy quá trình nó được nhanh hơn và chúng tôi có thêm những cái mối quan hệ, sự kết nối với các cộng đồng doanh nghiệp mà có cái liên kết đối với lại khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Với tiêu chí không chạy theo số lượng, năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng đã tuyển chọn 3 dự án để ươm tạo. Cả 3 dự án đều phát triển khá nhanh, đã tìm được nhà đầu tư và đây là đợt tuyển chọn thứ hai. Một cái điều rất là đáng mừng là tất cả các cái dự án mà chúng tôi ươm tạo trong cái thời gian vừa qua hiện nay đã có được cái nhà đầu tư thiên thần. Như là cái dự án MiCat hiện nay đã có nhà đầu tư đồng ý đầu tư với tổng số vốn bỏ ra là 1,3 triệu đô la. Dự án tạo xoắn Sri Lubila thì đã có nhà đầu tư đồng ý đầu tư với giá trị là 6 tỷ đồng. Và đặc biệt là cuối tháng 11 này chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi hội nghị ký kết hợp tác giữa nhà đầu tư và cái dự án phân lập vi sinh với giá trị là 5 tỷ đồng. Điều này cũng khẳng định là một cái sự lan tỏa, một cái sự ảnh hưởng rất lớn của cái công tác ươm tạo tại khu công nghệ cao. Một lợi thế riêng có của Trung tâm Ươm tạo tại khu công nghệ cao Đà Nẵng là khả năng kết nối hết các nguồn lực, là nơi gặp gỡ giữa ba nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp. Các dự án được tuyển chọn vào đây sẽ được hỗ trợ một cách toàn diện, từ việc mặt bằng làm việc và sản xuất đến việc đào tạo, hỗ trợ pháp lý, kết nối với các quỹ đầu tư và nguồn lực khác để sản xuất sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của thành phố.